phiên bản mới nhất của thương hiệu DBiotic, đó chính là cặp loa có model là EV12. Thì với thương hiệu DBiotic, em rất thích thương hiệu này. Tại sao ạ? Bởi vì nhà hãng DB họ rất là lắng nghe ý kiến của khách hàng. Mỗi một năm thì thương hiệu DB sẽ cho ra những phiên bản mới. Phiên bản mới này nó không phải chỉ là để thay đổi về ngoại hình, về giá cả, mà đây là một thương hiệu mà họ biết lắng nghe khách hàng, để mỗi khi phiên bản mới ra sẽ loại bỏ những nhược điểm cũ của những phiên bản trước để tạo những sản phẩm mới mà nhiều ưu điểm hơn và chất lượng hơn. Thì ngày hôm nay em muốn giới thiệu với bác, đó chính là một cặp loa mới cho ra mắt của thương hiệu DBiotic, cũng là một cặp loa chiến lược trong năm 2022 này của nhà hãng. Đó chính là một cặp loa có model là EV12 của thương hiệu DBiotic. Đó, các bác thấy không ạ? Vừa rồi thì sản phẩm này vừa về hàng cũng như là đến với Hiếu Minh, nhưng mà Hiếu Minh chưa kịp quay clip mà đã bán cũng khá là tương đối rồi và lắp đặt cũng khá nhiều bộ dàn có cặp loa EV12 này cho nhiều các khách hàng rồi. Thì ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu bác cặp loa này, cặp loa DBiotic EV12 này. Này, em quay gần đây các bác cùng xem về phần ngoại hình này. Đây là một cặp loa full bass 30 mà em có thể nói là trong tầm tiền khoảng trên 10 triệu đồng thì không có nhà hãng nào phân phối một cặp loa nào có chất lượng âm thanh ngang bằng hoặc là hơn cặp loa EV12 này, trừ những dòng loa bãi có cùng tầm giá các bác nhé, trừ những cặp loa bãi cùng tầm giá. Thiết kế là loa full bass 30 thì một bass một chép phù hợp cho các bác có thể phối ghép trong không gian khoảng tầm trên 15m² cho tới là 30m². Một logo của nhà hãng DBiotic. E căng thì có những đường xoắn lượn này kết nối lại thành một điểm nhấn rất là đẹp. Bên trong sẽ có một lớp màng chống bụi. Logo DBiotic The Professional. Nước sơn của cặp loa này là nước sơn màu đen và đây là sơn sần rất là đẹp. Thiết kế là thùng cân và lỗ thông hơi phía sau thì cho ra tiếng bass rất là uy lực. Và em xin bật mí các bác, đó là tiếng chép của cặp loa này cũng rất là hay, ba giải rất là đều, bass trung chép rất là đều. Và đây là phần hậu DBiotic này, model EV12. Công suất đầu vào 400W, công suất cực đại lên tới 1600W và chạy trở kháng 8 ohm. Check mã QR. Series loa DBiotic Professional. Sản xuất theo dây chuyền và công nghệ của Mỹ và được sản xuất lắp ráp tại Trung Quốc. Mà các cổng cắm input speaker New Trick này và một cổng linh ra. Với thiết kế cặp loa này thì các bác có thể để trên kệ ở không gian gia đình này, để trên kệ, hoặc là các
các bác có thể là treo như là treo đứng này hoặc là treo ngang đều được hết. Ở hai bên có hai tay sách này, cặp loa và thiết kế rất là chỉnh chu về ngoại hình. Về phần ngoại hình thì em đánh giá là rất là đẹp, rất là đẹp. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến phần test thử chất âm của cặp loa này, trải nghiệm chất âm cặp loa này. Xin mời các bác cùng theo dõi nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.